Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi xin gửi lời chào thân ái một lần nữa đến toàn thể quý bà chị em, quý con cái Chúa ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời của chúng ta buổi sáng nay. Một buổi sáng tốt lành và đầy ơn của Chúa. Hallelujah! Hãy nói với người bên cạnh rằng là anh chị em là người được phước của Chúa. Cảm ơn Chúa. Tất cả chúng ta đều là những người được phước ở trong Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Amen không quý mài chị em? Dạ, cảm ơn Chúa. Lời của Chúa hứa với chúng ta rằng là Đấng Christ đã chuộc chúng ta ra khỏi tất cả những sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên rủa sả thay chúng ta rồi. Cảm ơn Chúa. Tôi xin đọc lời của Chúa, lời hứa ở trong Galati đoạn số 3 câu số 13 cho đến câu số 14 như thế này. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép rằng, đáng rủa sả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà được rải khắp cho dân ngoại. Lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Cảm ơn Chúa, đây là lời của sứ đồ Phaolô nói với những tín hữu tại Galati rằng là chúng ta là người tin Chúa, thì chúng ta đã được Chúa Jesus Christ Ngài chuộc chúng ta ra khỏi những sự rủa sả của luật pháp, trong đó có bệnh tật từ trong linh hồn cho đến thể xác. Chúng ta được giải cứu ra khỏi những quyền lực của ma quỷ, chúng ta được thoát khỏi số kiếp nghèo mà ma quỷ gây ra trên đời sống cá nhân và trên gia tộc của chúng ta. Bởi đức tin nơi Chúa Jesus Christ mà chúng ta sẽ được thay đổi thân phận quyền mà chèm từ trong thuộc linh cho đến thuộc thể. Và chúng ta hơn thế nữa, chúng ta sẽ được hưởng lấy những phước lành mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Abraham. Qua đức tin nơi Chúa Jesus Christ mà chúng ta sẽ được phước giống như Abraham ngày xưa đã được phước. Bao nhiêu người trong số chúng ta tin và muốn rằng tôi sẽ là người được phước? Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Tôi cũng muốn mình là người được phước. Hồi nãy có ai đó làm chứng rằng là chúng ta cần phải sống một đời sống như thế nào để cho những người xung quanh chúng ta nhìn biết rằng chúng ta có Chúa Giêsu ở trong đời sống của mình. Ngoài việc chúng ta được thay đổi trong lời nói, cách sống, việc làm của chúng ta, thì tôi tin rằng là cái sự thịnh vượng, một đời sống được phước ở trong mọi công việc của chúng ta cũng là một trong những lời làm chứng tốt cho những người xung quanh họ biết về Chúa của chúng ta. Đúng không quý ông bà chị em? Và trước khi tin Chúa chúng ta không được phước, nhưng mà sau khi chúng ta tin Chúa thì đời sống của chúng ta, công ăn việc làm của chúng ta, tài chánh của chúng ta được phước. Cuộc đời của chúng ta ngã rẽ sang một hướng khác. Con cái của chúng ta cũng sẽ có một lối sống khác. Ngay lập tức quý mài chị em ơi, những người không có Chúa xung quanh của chúng ta, họ sẽ nhìn biết rằng chúng ta có một sự khác biệt với họ. Buổi sáng nay tôi xin chia sẻ về một chủ đề, đó là hành trình của đức tin. Và như chúng ta cũng đã biết rằng là Abraham là tổ phụ của người Israel. Và ngày hôm nay Abraham cũng là tổ phụ của những người tin Chúa. Và lời của Chúa khẳng định rằng là những phước lành mà Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham ngày xưa đó sẽ được truyền lại cho chúng ta ngày nay bởi đức tin qua Đức Chúa Jesus Christ. Tức là tôi và chúng ta sẽ được tháp vào trong cái cây nho. Tôi gọi đó là cái cây Abraham. Trước đây chúng ta là cây hoang, bây giờ chúng ta được tháp vào trong cây Abraham đó và chúng ta sẽ được sản sinh ra bông trái của cái cây đó. Trước đây chúng ta là cây nho hoang, bây giờ chúng ta là cây nho thuần tánh. Cảm ơn Chúa. Chúng ta xem những lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn số 12 từ câu 1 cho đến câu số 3 như thế này. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổ danh ngươi và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Wow, khi mà chúng ta đọc lớn lên những lời hứa này, tôi cảm nhận được có một cái gì đó nó làm cho tấm lòng của mình rất là được khích lệ.
Nếu chúng ta đặt tên của chúng ta vào trong cái từ người ở đây, quý vị sẽ thấy nó khác biệt lắm. Đúng không quý mà chị em? Giả sử nếu tôi đặt cái tên của tôi vào trong đây, tôi nói rằng là ta sẽ làm cho Tuấn nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho Tuấn, cùng làm nổi danh Tuấn, ngươi và Tuấn sẽ thành một nguồn phước. Hoặc là ta sẽ ban phước cho Sơn, người nào chúc phước cho Sơn thì sẽ được ban phước. Người nào rủa xả Sơn thì sẽ bị rủa xả. Quý vị thấy thích không? Wow! Và chúng ta xứng đáng nhận được cái điều này qua Đức Chúa Giêsu Christ. Dẫu rằng chúng ta cảm thấy mình không xứng đáng với những lời này theo xác thịt tự nhiên, bởi vì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta không phải là người Do Thái, đúng không ạ? Chúng ta là người ngoại bang đối với họ. Nhưng mà lời Kinh Thánh đã nói rằng là những ai có đức tin nơi Chúa Giêsu thì cũng được gọi là con cháu thật của Abraham. Và chúng ta có quyền để chúng ta thừa kế những lời hứa này, đời sống thuộc linh của chúng ta. Lời của Chúa cũng khích lệ rằng chúng ta phải noi gương và học tập theo đời sống của Abraham như thế này. Ở trong sách Esai đoạn số 51 câu 1 cho đến câu 2. Các ngươi là kẻ theo sự công bình, là kẻ tìm Đức Giê-hô-va, hãy nghe ta. Khá nhìn xem vật đá mà các ngươi đã được đục ra, và cái lỗ của hang mà các ngươi đã được đào lên. Hãy nghĩ đến tổ ngươi là Abraham, cùng Sarah là người đã sinh sản các ngươi. Ta đã gọi Abraham khi người chỉ có một mình, ta đã ban phước cho người nên nhiều. Như vậy ở đây Kinh Thánh khích lệ chúng ta, lời của Chúa khích lệ chúng ta rằng là chúng ta là những người tìm kiếm Chúa. Hãy nghe điều này, đó là chúng ta cần phải nhìn vào trong cái nguồn gốc đức tin của chúng ta, nhìn vào trong đời sống của Abraham là tổ phụ của chúng ta, là người đã sinh sản ra dòng dõi Israel thuộc thể và cũng như Israel linh. Là chúng ta cần phải nhìn vào trong đời sống của ông ấy để học tập tấm gương của người thành công đi trước chúng ta. Người thế gian ngày hôm nay người ta cũng có những nguyên tắc thành công được rút tỉa từ đời sống của những người thành công đi trước. Tôi không muốn nói về sự thành công trong thuộc thể, nhưng mà tôi buổi sáng hôm nay tôi muốn nói về sự thành công ở trong một đời sống đức tin và thuộc linh nơi Chúa Giêsu Christ. Ngày hôm nay chúng ta nhìn và quan sát và thấy rằng có nhiều con cái Chúa họ bị sa ngã trong đức tin. Họ tin Chúa rất là sốt sắng lúc bắt đầu, họ có một khởi đầu rất là hoành tráng, nhưng mà đi theo Chúa dần dần họ lui đi và bị mai một. Họ không nhìn thấy được ánh sáng hy vọng, họ không thấy được phước hạnh của Chúa, và để rồi ma quỷ cám dỗ họ bởi danh lợi quyền, và thế là họ lui đi, họ không theo Chúa nữa. Nhưng mà lời của Chúa nói với chúng ta rằng là để chúng ta được thành công trong đức tin, tức là chúng ta có một sự kết thúc một cách viên mãn cho đến cuối cùng đó quý vị, chúng ta cần phải học tập tấm gương của Abraham là tổ phụ đức tin của chúng ta. Quý vị đã sẵn sàng để chúng ta học tập tấm gương của Abraham buổi sáng hôm nay cùng với tôi không ạ? Và Chúa là Alpha và Omega, là đầu tiên và cũng là cuối cùng. Ngài có khởi đầu và Ngài cũng có một sự kết thúc. Tôi khích lệ quý vị, chúng ta là những người tin nơi Chúa, chúng ta cũng có một đời sống khởi đầu với Chúa và kết thúc với Chúa. Đừng làm việc nửa chừng, đừng tin Chúa nửa vời quý mà chị em, nhưng mà phải tin Chúa cho đến cuối cùng thì chúng ta mới sẽ là những người được phước của Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi Chúa Ngài kêu gọi Abraham thì ông đã bước đi theo Chúa, ông tin cậy Chúa và ông tin rằng ông sẽ trở thành nguồn phước cho mọi người. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, nhờ chúng ta được Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi từ thế giới tối tăm tội lỗi đến một lối sống mới, đáp ứng lại tiếng gọi với Chúa, đó là bắt đầu một cuộc hành trình bằng đức tin. Và trong cuộc hành trình đức tin này, chúng ta có thể đi theo Chúa, nhưng mà mình đi mà không biết mình đi đâu. Nhưng phải biết một điều rằng là chúng ta bước đi cùng với Chúa. Đáp ứng tiếng gọi của Chúa có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ chính mình, như Abraham đã từng từ bỏ quê hương và vòng bà con của cha ông. Nhưng mà qua cái sự từ bỏ đó thì chúng ta sẽ nhận được những điều Chúa hứa trên đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy rằng là Chúa ngày trước khi Ngài hứa với Abraham thì Ngài cũng có khích lệ Abraham rằng là ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.
Chúng ta trước hết chúng ta hiểu theo nghĩa đen đó, thì lúc Abraham được Chúa kêu gọi thì ông đang ở tại Charan. Nhưng mà lúc ban đầu đó quý vị, gia đình của cha Abraham sống ở tại Ur. Chúng ta thấy điều này ở trong Sáng Thế Ký đoạn số 11 câu số 31. Thare dẫn Abraham con trai mình, Lót con trai Haran cháu mình và Sarah và Abraham tức dâu mình đồng ra khỏi Ur thuộc xứ Cành Đê, đặng qua xứ Canaan, khi đến Charan thì lập gia cư tại đó. Chúng ta thấy rằng là lúc ban đầu đó thì Thare tức là cha của Abraham đã bước ra khỏi Ur xứ Canh Đê, là một xứ thờ của mình tượng, thì đang đi giữa chừng, Kinh Thánh nói rằng là ông đang nhắm về Canaan đúng không ạ, đang nhắm về xứ Canaan, nhưng mà khi đến Charan thì ông dừng chân tại đó. Và Abraham đã phải sống ở tại Charan bởi vì cớ cha của mình dừng chân tại đó. Charan cũng là một xứ sở thờ của mình. Chúng ta thấy rằng là cái bối cảnh của Abraham đó là gia đình của ông là những người di cư, gia đình của ông là những người quyết định có một cái sự thay đổi số phận của mình. Nhưng mà thay vì đến cái xứ hứa Canaan, nhưng mà họ đã đi giữa chừng, rồi họ tạm thỏa lòng với cái xứ sở Charan đó. Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, Chúa đã đến và kêu gọi Abraham. Đang khi ông có một mình thôi, ở tại Charan là một xứ sở hình tượng, và Chúa lại kêu gọi rằng là ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ngày hôm nay có nhiều người tin Chúa, họ không dám bước đi theo Chúa là bởi vì cớ họ còn lưu luyến, còn vương vấn với lại những cái truyền thống, những cái tập tục của tổ tiên, ông bà, tổ phụ để lại. Họ không dám bỏ cái sự thờ cúng mà gia đình trước đây đã nhiều đời để lại trên đời sống họ. Họ không dám dạn dĩ để mà từ bỏ cái ADN ở trong con người của họ. Ôi cha mẹ tôi sinh tôi như thế nào, cứ sinh sao để vậy, tính tôi như vậy đó, chịu thì chịu mà không chịu thì thôi. Quý bà chị em ơi, chúng ta cần phải được thay đổi từ trong niềm tin của chúng ta cho đến cái cách sống của chúng ta. Chúa Giêsu ngài nói rằng là nếu ai muốn theo ta thì phải tự bỏ mình đi, đúng không ạ? Tôi xin đọc lời của Chúa Giêsu như thế này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu số 24 cho đến 26. Nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Wow, đây là những lời rất là quyền năng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngài bắt đầu với một cái chữ nếu và ngài kết thúc bằng cái chữ thì. Nếu ai muốn theo Chúa thì phải liều mình. Wow, đây là một cái sự thách thức đúng không quý mà cha em? Nếu làm một cái công việc dễ dàng thì chúng ta sẽ không cần phải liều. Nhưng mà theo Chúa đó là một hành trình khó khăn. Nó đòi hỏi phải có sự hy sinh, đòi hỏi có sự cam kết, đòi hỏi có một sự dạn dĩ và can đảm thì mới có thể theo Chúa cho đến cuối cùng được. Ngày hôm nay có nhiều người họ không dám liều để mà tin Chúa, từ bỏ gia đình, quê hương, vòng bà con của họ. Họ giữ cái niềm tin tập tục để lại trên đời sống của họ. Họ giữ lấy cái gia sản mà tổ phụ họ để lại. Thôi bây giờ cha mẹ già yếu rồi, con ráng đi. Còn mấy năm nữa thôi cha mẹ chết rồi để lại cho con cái nhà này. Con ráng lo hương quả cho cha mẹ, cho tổ tiên. Con mà không có thắp nhang cho ba mẹ đó, sau này ba mẹ mà đi lang thang thành cô hồn. Lạnh lẽo lắm con ơi. Wow, mình nghe cái lời ba mẹ nói như vậy. Nếu chúng ta không có đức tin nơi Chúa đó quý vị, chúng ta dễ lắm, chúng ta bị cám dỗ để trở lại với con đường cũ. Cho nên là người tin Chúa quý mà chém ơi, chúng ta cần phải liều mình để mà theo Chúa. Đóng đinh cái xác thịt của mình. Cái xác thịt này nó thường kêu gào cho cái quyền lợi của nó, kêu gào cho cái tôi của nó quý mà chém. Cái xác thịt này không bao giờ muốn từ bỏ những cái gì thuộc về cái lời của mình. Nhưng nếu chúng ta biết buông bỏ cái sự sống của mình để mà đi theo sự kêu gọi của Chúa thì chúng ta sẽ được lại, đúng không ạ? Ai giữ sự sống mình thì sẽ mất.
Tôi đã từng nghe có những lời làm chứng rằng là có người kia tin Chúa, nhưng mà trong cái thời gian đầu tiên mới tin Chúa, cái thời gian đầu tiên mới tin Chúa, thì gia đình của người này tìm cách để kéo người này trở lại, nói rằng là con là cái người nam duy nhất ở trong gia đình, mà bây giờ con tin Chúa, con không thờ cúng tổ tiên, con không thắp nhang, con không có ăn của cúng thần tượng, thì gia đình này sẽ như thế nào? Con phải lo cho cha mẹ con chứ. Rồi bây giờ con trở lại đây đi, rồi cha mẹ sẽ cho con 10 mẫu đất. Con theo Chúa thì con ra khỏi cái nhà này. Người này nghe hoảng quá, ra khỏi cái nhà này mà mất đất, tất cả đất đai như vậy. Người này nói với hội thánh rằng là thôi xin mục sư, xin hội thánh thông cảm. Em không thể nào đi theo Chúa được. Và thế là người này quay trở lại để mà cúng thờ gia đình tổ tiên. Một thời gian sau thì cái người này hỏi, dạ ba mẹ ơi, ba mẹ phải làm di chúc cho con chứ, phải để lại cho con theo lời đó chứ. Bây giờ con đã thờ cúng, con thắp nhang, con đi chùa trở lại rồi, bây giờ cha mẹ phải cho con cái tờ giấy gì để con chắc chắn rằng là 10 mẫu đất đó thuộc về con. Cha mẹ nói rằng là mày ngu mày chịu đi mày, nhà này bộ có mình mày là con trai hả? Còn mấy chị mày nữa, tao xẻ cái 10 mẫu đất đó ra cho mấy người kia nữa chứ. Cái người này chân hững. Rốt cuộc chỉ còn có một mảnh đất nhỏ thôi quý mà chị. Và cái người này cảm thấy hối hận bởi vì mình đã quá tin vào trong cái lời của gia đình của mình. Và muốn trở lại với Chúa thì cũng cảm thấy xấu hổ và không dám trở lại nữa. Và đây là một cái điều thực tế mà chúng ta thấy rằng là ma quỷ nó chính là cha của kẻ nói dối. Nó khiến cho nhiều người theo Chúa bị lừa dối bởi những cái sự hứa hẹn hão huyền của nó. Tôi không khích lệ quý vị chúng ta phải bất hiếu với cha mẹ, với tổ tiên của chúng ta. Bởi vì chữ hiếu của người tin lành khác với chữ hiếu của người thế gian. Chữ hiếu của người tin lành đó là chúng ta cần phải phụng dưỡng cha mẹ của chúng ta đang khi họ còn sống. Đúng không quý bà chị em? Nhưng mà khi đã mất rồi thì chúng ta không thể nào có thể thắp nhang hoặc là thờ cúng họ được. Bởi vì họ không ăn được quý mà chị em. Người chết rồi đã chết rồi là không thể nào trở về với dương gian để mà hưởng lấy những cái hương khói của con cháu mình được. Cho nên là người tin Chúa chúng ta đừng ngó lại đằng sau. Như vậy nói như vậy có nghĩa rằng là có phải rằng là những người tin Chúa họ nghèo rớt mồng tơi không? Dạ không nghèo đúng không ạ? Amen. Bây giờ để chúng ta trả lời cái câu hỏi này đó, không theo cái quan điểm cá nhân của mọi người, thì chúng ta cần nhìn vào trong đời sống của Abraham. Thì chúng ta thấy rằng là Abraham có phải là người nghèo không? Ông giàu đúng không ạ? Bạn của ông là những vua đúng không? Bạn của ông là những đại gia, những người cường thạnh trong thời bấy giờ. Và không phải chỉ là lúc đó mà thôi quý mà chị em, chúng ta nhìn vào trong hiện tại ngày hôm nay thì có ba tôn giáo lớn trên thế giới này họ xưng rằng Abraham là tổ phụ của họ. Họ nói rằng là Abraham là tổ phụ của tôi. Đó là tôn giáo Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Ba tôn giáo lớn này đều nói rằng là Abraham là tổ phụ của họ. Nếu bây giờ chúng ta qua khu vực Trung Đông, chúng ta nhắc đến tên của Abraham thôi thì bất cứ một người nào cũng biết tên Abraham hết. Và Abraham cho đến ngày hôm nay cái tầm ảnh hưởng của ông vẫn còn để lại trên những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Wow, như vậy thì ông đâu phải là người bình thường đúng không quý mà chị em? Nhưng mà để được cái điều đó đó quý mà chị em ơi, thì Abraham đã phải trả giá. Ông đã phải rời bỏ quê hương của mình. Ông đã phải rời bỏ những cái tập tục thói quen trong gia đình của mình. Bỏ cái sự thờ cúng hình tượng, bỏ cả những cái niềm tin mê tín lạc hậu. Ông bỏ luôn tất cả những cái gì mà trước đây cha mẹ ông bà tổ phụ đã từng quen làm. Và có thể nói rằng là Abraham cũng đã thay đổi tính cách của mình nữa quý vị. Quý vị có sẵn sàng để theo Chúa và thay đổi bản thân của mình không? Dạ sẵn sàng, nhưng nó bắt đầu từ trong chính mình quý mà cho em. Chúa đã gặp Abraham chỉ có một mình ông thôi. Chúa không gặp Abraham ở trong chợ, ở trong một cái hội thánh lớn.
Nhưng mà Chúa đã gặp Abraham ở tại trong chốn phòng riêng. Và khi Abraham đã từ giã cuộc sống ổn định của ông đã bỏ lại cái nơi yên phận của mình để đối diện với nhiều gian lao thách thức, thì Chúa ngài ban cho ông những gì mà ông không thể tưởng tượng nổi. Đó là ông trở thành nguồn phước và là cha của nhiều dân tộc. Tôi ước ao rằng trong hội thánh này sẽ có những người cha của nhiều dân tộc, sẽ có những người mẹ của nhiều dân tộc được Chúa dấy lên từ trong hội thánh này. Ở Việt Nam của chúng ta có 56 dân tộc anh em, và dân tộc Kinh là dân tộc lớn nhất, nhiều nhất. Và tôi cầu nguyện xin Chúa ngài dùng chúng ta như là những người cha, người mẹ thuộc linh cho những dân tộc anh em của chúng ta. Nói như vậy có nghĩa rằng là con cái Chúa chúng ta cần phải có một sự bước đi ở trong những thách thức, và chúng ta chắc chắn sẽ nhận được phước hạnh của Chúa. Dẫu rằng Abraham không biết mình đi đâu, nhưng mà sau đó thì Chúa ban cho ông có nhiều phước hạnh còn lớn hơn những gì ông có thể hình dung suy tưởng. Ngày hôm nay nếu mà quý vị đi nước ngoài, chắc chắn quý vị phải biết được nước nào quý vị phải đến, đúng không? Nếu mà Chúa gọi quý vị đi nước ngoài mà quý vị mua vé bay mà không biết mình đi nước nào thì có lẽ hơi nực cười. Nhưng mà trong thời của Abraham, tức là cách đây 4.000 năm về trước, Abraham sống trước Chúa Giê-xu 2.000 năm. Trong 4.000 năm về trước, khi Chúa kêu gọi Abraham, Chúa không nói với ông về bất cứ một cái quốc gia nào mà ông phải đến. Chúa chỉ nói là đi cái hướng đó, hướng về xứ Canaan đó. Chúa không nói rằng là cái xứ Canaan đó, nhưng mà Chúa nói là hướng về cái vùng đất đó. Và thế là Abraham cứ đi trong đức tin. Và khi ông đi thì ông cứ lập bàn thờ để thờ phượng Chúa. Ở trong Kinh Thánh có nói những cái lần mà Abraham đã lập những bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Như ở trong Sách Ký đoạn số 12 câu số 7, Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham mà phán rằng: ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Câu số 8: từ đó người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên rồi đóng trại. Phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh ngài. Kinh Thánh cứ lặp đi lặp lại rằng là Abraham đi đâu cũng lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại đó. Ông không đi tìm kiếm một xứ sở thịnh vượng, giống như nhiều người ngày hôm nay họ đi tìm kiếm một cái vùng trời mới để mình được trở nên giàu có, trở thành tỷ phú. Nhưng mà ông đi tìm một cái thành phố mà Đức Chúa Trời hứa ban cho. Do đó ông đã có lý do để thờ phượng Chúa. Nếu ông đi vì tiền bạc, có lẽ ông sẽ không quỳ gối ông thờ phượng Chúa, đúng không quý mài cha? Nếu ông đi vì ma môn thì có lẽ ông sẽ quên mất Đức Chúa Trời là ai. Ông sẽ cho rằng là bàn tay tôi làm ra tất cả, Chúa nào mà bán cho mình. Ngày hôm nay có những người khi mà nghèo khó họ la: trời ơi khổ quá, trời ơi cứu tôi vô, trời ơi ban phước cho tôi. Nhưng khi họ giàu có rồi, họ trở thành Việt Kiều rồi, họ nói: trời nào cứu tôi, tôi qua đó tôi làm việc quần quật từ sáng đến tối, tôi bây giờ tôi có nhà cao cửa rộng rồi, do tay tôi làm ra chứ trời nào, Chúa nào ban phước cho tôi. Quý vị thấy không, đôi khi con người chúng ta khổ quá kêu trời, nhưng mà khi trời cứu rồi thì không biết ông trời là ai hết, coi trời bằng vung. Nhưng mà cho đến khi mà nằm ở trên giường bệnh mới thấy trời thật sự rất là lớn. Ở trong Hebrew đoạn số 11 câu số 8 cho đến câu 10: bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người, vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Abraham không phải chờ đợi một cái thành phố ở trên đất này bình thường, nhưng mà Abraham chờ đợi một thành phố có nền tảng vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập với mà cho em.
Tức là tâm linh của ông tìm kiếm thiên đàng. Ông tìm kiếm một cái nền tảng vững chắc cho đời sống tâm linh của ông. Ông nhận biết rằng mình có linh hồn và sau khi chết linh hồn đó cần được Đức Chúa Trời Ngài cứu rỗi. Chứ ông không phải đi bởi vì cớ ông chỉ mải mê cho vật chất hoặc là cho cái xác thịt cuộc đời của ông mà. Nhưng mà ông tìm kiếm sự cứu rỗi nguyên mạng cho em. Và tôi nhìn vào trong cuộc sống thực tại, tôi nhìn thấy có rất là nhiều con cái Chúa chúng ta được cứu và được phước ở tại thành phố Hồ Chí Minh này là bởi vì cớ chúng ta là những người dám từ bỏ cuộc sống yên phận của mình ở quê, ở tỉnh để chúng ta có thể lập nghiệp và chúng ta sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh này. Tôi biết có những người họ rời khỏi quê hương của mình ở tỉnh để mà lên lập nghiệp. Lúc ban đầu tại thành phố Hồ Chí Minh này rất là cực khổ. Nhưng mà sau một thời gian thì chúng ta được phước bởi vì cớ chúng ta gặp Chúa Giêsu Christ ở tại thành phố Hồ Chí Minh này. Tôi nhìn thấy rằng trong cái thánh có rất là nhiều người họ là những người di cư. Họ là những người di cư. Nếu chúng ta đọc từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, chúng ta sẽ thấy rằng là từ Abraham, Isaac, Jacob cho đến David, Joseph rồi Daniel, đúng không ạ? Họ là những người sống xa quê hương không ạ? Họ là những người di chuyển rất là nhiều. Thậm chí Chúa Giêsu Ngài cũng là một người di cư nữa. Ngài đi từ Giu-đê cho đến Ga-li-lê, rồi Chúa Giêsu là dọc ngang Nam Bắc luôn. Rồi đến Phi-e-rơ cũng vậy nữa. Phao-lô, ông đi khắp các nơi. Tôi nhìn thấy rằng trong Tân Ước lẫn Cựu Ước, luôn luôn có những người mà Chúa Ngài ban phước cho họ và dùng họ một cách đặc biệt là bởi vì cớ họ là những người chịu di chuyển. Tôi không nói rằng là quý vị là những người an cư lạc nghiệp, quý vị không được phước và không được Chúa sử dụng. Nhưng mà tôi nói rằng là những ai chịu di chuyển, những ai chịu rời bỏ quê hương của mình, rời bỏ tỉnh của mình, rời bỏ cái nơi mà chúng ta được sinh ra đó, mà chúng ta đi theo cái sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ là những người có tương lai được Chúa sử dụng nhiều hơn. Tôi nhìn thấy rằng đa phần những mục sư tổng quản nhiệm của các hội thánh Tin Lành ở tại thành phố Hồ Chí Minh này đều là những người có quê ở tỉnh hết. Quý vị để ý đi, quý vị sẽ thấy. Đúng không? Họ không phải là những người sinh ra thành phố Hồ Chí Minh này, nhưng mà họ là những người thành công và được sức giàu đặc biệt ở tại thành phố Hồ Chí Minh này. Tôi là người được sinh ra ở tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà Chúa đã sử dụng tôi ở tại Đắk Lắk và ở tại Tây Ninh. Tôi không quản nhiệm hội thánh nào ở tại thành phố Hồ Chí Minh hết. Tôi thắc mắc với Chúa và Chúa nói rằng là tại vì tiên tri không được tôn trọng trong quê hương của mình. Trong mấy ngày qua thì tôi đi Đắk Lắk để mà tôi đi Đắk Lắk để mà tôi chào từ biệt những anh chị em ở trên đó. Thì lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi thấy có những con cái Chúa họ khóc. Họ khóc như là họ bị mất cha mất mẹ vậy đó quý vị. Mục sư ơi, sao mà mục sư lại bỏ tụi em đi mục sư ơi. Họ khóc thiệt quý vị ơi. Mà tôi cũng không thể cầm được nước mắt bởi vì cớ tôi không thể hình dung được rằng là những con người họ không có máu mủ gì với mình hết. Trước đây họ chỉ là những người xa lạ với mình thôi. Nhưng mà họ thương mình, họ quý mình còn hơn là anh em ruột ở trong gia đình. Họ quý mình còn hơn cha mẹ của họ nữa. Và tôi thấy rằng Chúa Ngài sử dụng tôi ở tại vùng đất đó rất là đặc biệt. Nhưng mà trong thời điểm này thì Chúa Ngài lại kêu gọi tôi đi khỏi một vùng đất khác, đi khỏi cái Việt Nam này. Và tôi cũng xin thông báo với hội thánh này. Buổi sáng hôm nay cũng là buổi sáng cuối cùng mà tôi sẽ chia sẻ lời Chúa tại hội thánh Trung Tín, quận 2 của chúng ta. Bởi vì tháng sau thì tôi và cả gia đình của tôi sẽ định cư tại Hoa Kỳ. Bởi vì đây là một cái sự bất ngờ rất là lớn. Do chương trình của Chúa tôi thật sự tôi cũng không thể hình dung trước được. Và tôi cũng không, cho đến bây giờ tôi vẫn không tin rằng là mình có thể định cư tại Hoa Kỳ cùng với cả gia đình vợ con của tôi. Bởi vì trước đây tôi đã xin visa đi Mỹ 2 lần, nhưng mà tất cả 2 lần đó đều bị bác đơn hết. Cho nên là vừa rồi thì khi mà tôi nhận được thư phỏng vấn của lãnh sự quán Hoa Kỳ thì tôi cũng không tin rằng là mình sẽ đậu được cái sự phỏng vấn này. Do đó tôi
giấu tất cả mọi người và tôi không muốn nói, tại vì tôi nghĩ rằng là nó 99% là rớt rồi. Nhưng mà lạ thay, Chúa lại làm và khiến cho cái hồ sơ của tôi được xét duyệt rất là nhanh và được đóng mộc sau chỉ 5 câu hỏi thôi. Và tôi với vợ tôi rất là mừng, nhưng mà cũng rất là ngạc nhiên, không có tin vào trong mắt của mình rằng là mình lại được chấp nhận một cách nhanh chóng như vậy. Và có người bên Mỹ nói với tôi rằng: mục sư ơi, mục sư là người rất là may mắn, tại vì cũng ít mục sư nào là người Việt Nam được định cư tại Hoa Kỳ cùng với cả gia đình mà đi theo cái diện đó mà lại chân tru như vậy. Có thể là tỷ lệ xác suất của nó là 1 phần triệu, bởi vì đa phần là những người họ đi theo diện như vậy đó là họ không diệt được. Nhưng mà lạ lùng thay, Chúa đã cho tôi đi trong cái thời điểm này, cũng là cái thời điểm mà hội thánh và cũng như nhiều người cũng đang rất là cần của tôi. Và tôi cũng có rất là nhiều cái niềm vui cũng như nỗi buồn khác nhau khi phải rời khỏi quê hương Việt Nam, là nơi mà tôi đã được sinh ra. Trong suốt 40 năm qua, có rất là nhiều cái kỷ niệm vui cũng như có nhiều cái kỷ niệm không thể quên được. Nhưng mà tôi tin rằng Chúa Ngài có chương trình cho cuộc đời của tôi và gia đình của tôi. Và cái con số 40 trong cuộc đời của tôi nó cũng rất là đặc biệt, bởi vì năm nay tôi cũng tròn 40 tuổi. Nó cũng giống như là việc mà Chúa Ngài sai Giô-suê và Ca-lép đi do thám sứ trong cái độ tuổi 40 của họ. Ca-lép đã nói rằng là năm 40 tuổi tôi vào trong xứ hứa, và bây giờ tôi đã 80 tuổi rồi, tôi vẫn còn có sức để vào ra để chiếm xứ. Tôi ước ao rằng tôi sẽ được trở lại Việt Nam này để phục vụ Chúa sau này. Không phải chờ đợi 40 năm giống như là Ca-lép, nhưng mà có thể là vài năm thôi sẽ được gặp lại những gương mặt thân yêu của quý vị ở tại hội thánh này và cũng như ở nhiều nơi khác. Bởi vì Việt Nam tươi đẹp nằm ở trong tấm lòng của tôi. Khuôn mặt của từng người quý vị sẽ luôn ở trong mãi trái tim của tôi. Hãy nhớ đến nhau và cầu nguyện cho nhau. Bởi vì tôi thật sự thì không muốn rời khỏi quê hương trong cái lúc này, nhưng mà chương trình của Chúa thì tôi phải vâng theo. Điều này làm cho tôi nhớ lại năm tôi 16 tuổi, tôi được Chúa kêu gọi hầu vị Chúa. Thì tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con muốn được đi khắp nơi trên thế giới này để hầu vị Chúa. Nhưng mà lúc đó thì Chúa Ngài kêu gọi tôi làm mục sư. Chúa nói với tôi rằng sau này con sẽ trở thành mục sư, rồi sau này con sẽ được đi khắp nơi theo ý của ta, nhưng mà phải trước hết phải là mục sư. Tôi cảm thấy nó có một cái gì đó, tại vì tôi không muốn làm mục sư thật sự luôn, tại vì mục sư là một người phải nói là rất là giỏi, phải ăn nói rất là khéo léo và phải có trình độ uyên thâm, hiểu biết tất cả mọi sự, mà tôi lúc bây giờ là một đứa trẻ 16 tuổi chưa biết cái gì hết. Và tôi cảm thấy sợ hãi cái chức vụ mục sư mà Chúa kêu gọi tôi vào. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa kêu gọi thì Chúa cũng trang bị. Và tôi là mục sư, rồi tôi cứ dấn thân tôi hầu vị Chúa, quên luôn cả cái chuyện mà Chúa kêu gọi mình làm mục sư rồi đi hầu vị Chúa sau này, nhiều nơi sau này. Rồi đến năm 20 mấy tuổi, tôi nhớ là năm đó là năm 24 tuổi, sau khi tôi đi học Philippines, học thần học ở bên Philippines và tôi về Việt Nam này, thì có những người bạn của tôi ở trong nhóm đi học, họ đi Mỹ và hầu vị Chúa, họ đi theo sự kêu gọi của Chúa. Thì tôi về lại Việt Nam này và tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, con, đây là cái thời điểm của con nghĩ rằng đây là thời điểm của con để con được đi Mỹ để hầu vị Chúa, tại vì lúc đó tôi biết tiếng Anh. Còn bạn của tôi nó đi Mỹ được, thì tôi tìm cách để tôi đi Mỹ. Nhưng mà đang khi tôi cầu nguyện với Chúa thì Chúa Ngài nói với tôi rằng: nếu con dâng tuổi thanh xuân của con để hầu việc ta ở tại đất nước Việt Nam này, thì sau này con sẽ được phước. Con có sẵn sàng để dâng cái tuổi thanh xuân của con để ta sử dụng giống như là một đóa hoa tươi đẹp nhất của nó không? Và thế là tôi đã trải lòng mình ra và tôi amen với Chúa: Chúa ơi, con sẵn sàng con ở lại Việt Nam này để hầu vị Chúa trong độ tuổi thanh xuân của con, cái tuổi đẹp nhất của một con người. Rồi sau này khi con hết cái tuổi thanh xuân của con, hết cái tuổi thanh niên đó, thì con sẽ sẵn sàng để đi theo cái sự kêu gọi của Chúa, hầu vị Chúa ở bất cứ cái quốc gia nào mà Chúa Ngài kêu gọi con. Nhưng bây giờ hiện tại, xin Chúa cho con được hầu vị Chúa trong độ tuổi thanh niên của mình. Và tạ ơn Chúa, tôi từ hôm đó cho đến gần đây, thì tôi cứ cắm đầu tôi hầu vị Chúa, tôi không có nghĩ đến nước ngoài hay là nước trong gì hết. Nhưng mà thình lình thì Chúa Ngài cho tôi được đi Mỹ trong thời điểm này, ngay cái độ tuổi 40, cũng là cái độ tuổi mà nó kết thúc cái tuổi thanh niên của tôi.
Và tôi có thể tạ ơn Chúa bởi vì Chúa Ngài không quên cái lời hứa nguyện của tôi trong cái ngày hôm đó. Dĩ nhiên tôi đi Mỹ hoặc là tôi đi đâu sau này thì tôi vẫn hầu vị Chúa hết. Bởi vì là người Lê Vi, là người đã dâng cho Chúa cuộc đời của mình rồi, thì không có còn nghĩ đến cái chuyện thế gian hoặc là sự giàu có vinh hoa ở trong đời tạm bợ này nữa. Nhưng mà tôi vui mừng bởi vì tôi được Chúa Ngài thương xót, được Chúa Ngài nhớ đến cái lời cầu nguyện của mình như vậy. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ có ngày gặp lại ở trong sự vui mừng tốt lành. Và cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được là sau này tôi sẽ mua nhà ở bang nào của Mỹ, hoặc là tôi sẽ sống ở tiểu bang nào lâu dài. Nhưng mà trước mắt chỉ biết là mình đến ở tại tiểu bang North Carolina mà thôi. Rồi sau đó vài năm sau tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu. Nhưng mà tôi tin một điều rằng Chúa không bao giờ bỏ tôi. Tâm lý của những người vì chúng ta khi mà nhìn thấy một ai đó chuẩn bị đi định cư Mỹ hoặc là đi nước ngoài đó, tâm lý đó là cái người này chắc là có nhiều tiền lắm. Đúng không quý mà chị em? Tôi xin làm chứng rằng là Chúa tốt lành. Bởi vì Chúa cho tôi là một người Lê Vi hầu vì Chúa. Chọn thời gian. Tôi không có lương trong hội thánh. Tôi chỉ sống được nhờ cái sự chúc phước của con cái Chúa. Nhưng mà Chúa lại cho chúng tôi đi theo cái diện của những người có tiền. Và phải mất là hơn 1 tỷ để mà có thể đi theo cái diện này. Nhưng mà Chúa đã làm việc rất là lạ lùng. Đó là từ bàn tay trắng, chúng tôi đã có thể có visa đi theo cái diện này. Ba mẹ tôi nói với tôi rằng là tụi con cứ đi đi, không sao đâu, ba mẹ sẽ bán nhà, bán xe rồi bán của cải để mà cho tụi con tiền để mà đi định cư. Tôi cũng nghe lời và tôi cũng hy vọng rằng là sẽ bán được tài sản để mình có thể qua đó. Tại vì biết rằng là cái tiền nhà bên đó, đó một tháng đó là ít nhất là 1.000 đô, từ 1.000 cho đến 2.000 đô, tức là khoảng từ từng tầm 25 cho đến 50 triệu. Và một người mà qua bên đó đó trong 3 tháng thôi là có thể bay hết gần 1 tỷ đồng. Mình nghe nói 1 tỷ đồng ấy ghê lắm, nhưng mà thật ra bên Mỹ 1 tỷ đồng có 50 ngàn đô thôi. Nhưng mà quý mà cho em biết không, ba mẹ tôi bây giờ chưa bán được. Chưa bán được cái miếng đất ở phía sau nhà nữa. Tại vì bây giờ thị trường bất động sản nó đứng hết trơn rồi, không bán được. Rồi cái xe kêu bán cả hơn 1 tuần nay cũng chưa có ai mua nữa. Và thế là tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, con không biết được là bây giờ phải làm sao. Và Chúa ngài cho tôi nhớ đến câu chuyện của Abraham này. Đúng là mình đi mà không có một cái gì hết quý mà cha. Và khi tôi chia sẻ lời Chúa ở trên khu vực Đắk Lắk tuần vừa rồi, thì sau khi tôi chia sẻ, tôi cầu nguyện xong, thì có một cặp vợ chồng đến dúi vào trong tay của tôi một cái gì đó mà tôi thấy nó tròn tròn, tôi không biết là cái gì, tôi bỏ vào trong túi của tôi. Khi mà tôi rời khỏi cái điểm nhóm đó, tôi ngồi trên xe và tôi móc nó ra xem coi cái gì, không biết là cái gì tròn tròn ở đây. Móc ra thì thấy đó là cái nhẫn vàng 5 phân. Và tôi ứa nước mắt bởi vì cớ tấm lòng dâng hiến của họ. Quý mà chàng, tôi biết rằng là khi tôi đi chắc chắn sẽ có sự cung ứng của Chúa. Bởi vì Chúa đã khứng thì Chúa sẽ ứng. Tôi chia sẻ điều này để chúng ta cũng hiểu được cái hoàn cảnh của tôi. Tôi không có gì để lại cho quý mà cho em cả. Bởi vì bản thân tôi cũng chưa có tiền để mua vé bay nữa. Nhưng mà tôi có thể để lại cho quý vị cái sự cầu nguyện chúc phước. Tôi để lại cho quý vị sự sức giàu của Chúa. Tôi để lại cho quý vị những gia sản thuộc linh mà tôi đã được Chúa dạy dỗ trong suốt thời gian của chức vụ tôi vừa qua. Tôi ước ao rằng sau một thời gian còn lại tôi sẽ sau này tôi sẽ trở lại đây và tôi sẽ nhìn thấy đời sống quý vị được phước và được kết quả. Amen. Yeah. Và tôi không mong muốn rằng có một khuôn mặt nào ở tại đây mà sau này tôi không gặp lại họ nữa. Hãy cố gắng hứa với Chúa rằng lạy Chúa, con sẽ theo Chúa cho đến cuối cùng. Amen. Con sẽ là người được phước giống như Abraham. Amen. Yeah. Hãy cố gắng trung tín cho đến chết, rồi Chúa sẽ ban mọi dự thiên cho chúng ta trong ngày sau cùng. Amen. Tôi xin đọc lời của Chúa ở trong sách Châm Ngôn trước khi tôi kết thúc sứ điệp buổi sáng nay. Ở trong Châm Ngôn đoạn số 4. Câu số 18 cho đến câu số 19.
như thế này. Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tầm tối, chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu. Lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng là người công bình có một con đường mà càng đi thì nó lại càng sáng nguyên bài chèm, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Có thể khi chúng ta mới đầu theo Chúa, gian nan vất vả đầy thử thách, giống như Abraham khi ông rời khỏi quê hương vào vòng bà con của ông. Ông không có tiền, không có nhiều của cải. Có thể cuộc đời của ông nó tăm tối giống như là mới ban sáng 4 giờ sáng vậy. Nhưng mà ông càng đi theo Chúa thì chúng ta thấy rằng là Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa ban phước cho Abraham bạc vàng và tô tớ súc vật nhiều vô kể. Và cho đến đời của Isaac, Jacob, sau đó là đến Joseph, chúng ta thấy rằng là dân Israel bắt đầu được phước qua đời sống và những gì mà Abraham đã có từ nơi Chúa. Hãy tiếp tục theo Chúa quý bà cha. Tôi không khích lệ quý vị chúng ta rời bỏ khỏi quê hương Việt Nam này để đi tìm một xứ hứa, trừ khi Chúa Ngài kêu gọi quý vị, Chúa đặt để trong lòng quý vị công việc của Chúa ở nước ngoài, thì quý vị hãy đi trong đức tin. Còn không thì quý vị hãy ở lại đây. Bởi vì không được Chúa kêu gọi, đừng bao giờ mạo hiểm để mà đi quý bà cha. Amen. Nhưng mà tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài gia tăng bờ cõi của quý vị. Amen. Dạ, Chúa là đấng giới hạn cái chỗ ở của chúng ta, nhưng mà Ngài cũng có thể thay đổi được cái giới hạn đó. Nếu anh chị em muốn con cái của mình, con cháu của mình sau này có một đời sống tốt hơn, quý vị hãy cầu nguyện với Chúa. Rồi sau này Chúa sẽ có cách để cho con cháu của chúng ta được đi du học ở nước ngoài, hoặc là thay đổi cuộc đời và tương lai của chúng nó sau này. Chúa sẽ ban cho quý vị tùy lòng quý vị ước ao. Amen. Cảm ơn Chúa, xin mời chúng ta cùng nhìn đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu dấu chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa buổi sáng nay nhắc nhở chúng con về đời sống và cuộc hành trình đức tin của Abraham. Ông đã có đức tin và bước đi theo Ngài. Bởi vì ông càng đi theo Chúa thì cuộc đời của ông càng được phước, và cuộc sống của ông, dòng dõi của ông càng ngày càng được phước nhiều hơn. Bởi vì đức tin của ông nơi Chúa, ông đã sẵn sàng để từ bỏ quê hương, tập tục truyền thống, những thói quen ở trong gia tộc của ông để ông có một đời sống mới ở trong ơn của Chúa. Lạy Chúa, xin ban phước cho đời sống của con cái Chúa tại Hội Thánh Trung Tín quận 2 ở đây. Chúa ơi, có anh chị em nào chúng con vẫn chưa thể rời bỏ khỏi những tập tục, những truyền thống của gia tộc của mình, những cái sự mê tín dị đoan, những cái gì mà thuộc về thờ cúng thần tượng trước đây. Lạy Chúa, xin giúp đỡ cho những anh chị em chúng con được thoát khỏi tất cả những cái sự ràng buộc đó, để chúng con có thể dạn dĩ bước đi theo sự kêu gọi của Chúa, dạn dĩ để chúng con đi nhóm thờ phượng Ngài và tôn Chúa làm Chúa đời sống của chúng con. Chúa ơi, ngoài Chúa ra chúng con chẳng có bất cứ một thần nào hết. Chúa ơi, xin giúp đỡ chúng con để chúng con có một đời sống trung tín trọn vẹn với Chúa. Không những chúng con chỉ tin mà thôi, nhưng mà chúng con cũng có việc làm nữa. Chúa ơi, bày tỏ ra đức tin của chúng con từ bên trong. Lạy Chúa, bởi vì nếu không có việc làm thì đức tin của chúng con chỉ là đức tin chết mà thôi. Xin giúp cho chúng con để chúng con có thể vừa tin mà cũng có thể vừa làm theo lời của Chúa và ý muốn của Ngài. Xin Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể vừa đi vừa thờ phượng Chúa, vừa bước đi và tin cậy Ngài, giống như Abraham ngày xưa đã từng tìm kiếm Chúa ở trong những nơi mà ông đã đóng trại. Lạy Chúa Giêsu, con xin phó dân sự của Ngài trong bàn tay của Cha và trong đạo ân điển của Ngài. Xin Chúa Ngài bảo vệ, gìn giữ và dẫn dắt dân sự của Chúa, để chúng con thấy rằng là chúng con càng đi theo Chúa, đời sống tâm linh của chúng con càng trưởng thành hơn, và chúng con có Đức Chúa Trời là đấng bảo lãnh cho chúng con được phước. Chúng con sẽ không phải là những người bị rủa xả, không phải là những người nghèo khổ, không phải là những người khô rách áo ôm, không có gì cả. Nhưng xin Chúa Ngài biến đổi chúng con để chúng con là dòng dõi được phước của Abraham. Chúng con sẽ có nhiều của cải, chúng con sẽ có những điều mà Chúa ban phước chúng con, không những từ trong thuộc linh mà cũng ngay cả trong thuộc thể nữa. Chúa ơi, xin ban phước cho những ai đang tìm kiếm việc làm, họ chưa có việc làm mới, xin Chúa Ngài cho họ có việc làm mới trong ơn của Ngài. Những ai chúng con đang tìm kiếm nhà để mà mua, xin Chúa Ngài cũng cho họ có thể tìm được một cái nhà giá rẻ và họ cũng có đủ khả năng để mà mua ở trong ơn thương xót của Chúa. Lạy Chúa, những ai chưa có xe cộ, chưa có phương tiện để di chuyển, xin Chúa Ngài tiếp trợ cho anh chị chúng con, để anh chị chúng con được thấy rằng Chúa Ngài quan tâm và lo lắng cho mọi nhu cầu của chúng con. Con cảm ơn Chúa vì Chúa luôn tốt lành cho đời sống của chúng con. Con không quên cầu nguyện xin Chúa Ngài sức dầu cho nhân sự của Ngài trên người trưởng điểm nhóm tại đây. Chúa ơi, quyền thân của Chúa Ngài cứ tiếp tục hành động ở trên đời sống của họ, để họ luôn được thôi thúc, luôn được cảm động để mà bước đi theo Ngài và phục vụ Chúa, chăm sóc bầy chiên của Chúa mà Chúa đã giao cho họ.
Để Chúa con cầu xin cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời luôn yểm trợ cho nhân sự của Ngài, từ người trưởng điểm nhóm cho đến nhân sự, cho đến tất cả những người phục vụ Chúa trong hội thánh này, được đầy dẫy sự khôn ngoan, thông sáng và quyền năng của Đức Chúa Trời, để công việc của Chúa được tiếp tục phát triển ở tại đây, không phải là bởi con người, nhưng bèn là bởi Đức Chúa Trời đang hành động ở trong mỗi con người chúng ta. Còn cảm ơn Chúa, nguyện Chúa được vinh hiển qua hội thánh này và được vinh hiển trong tất cả mọi sự chúng con làm. Chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý bà chị em. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.